Xin chào tất cả mọi người, rất hoan nghênh mọi người đã đến với channel của mình là Jit. Thì như đã đăng ở trên Facebook, tựa game mà đưa chúng ta về tuổi thơ. Tựa game này có tên là Doraemon Story of Season. Chắc là bạn nào đã coi phim hoạt hình Doraemon hoặc là đọc truyện tranh ấy, thì chắc sẽ biết nhân vật Doraemon nhé. Thì tựa game này ra cũng được một thời gian rồi, và bây giờ đã được các anh em ở diễn đàn kiếm tiếng Việt ra mắt bản Việt hóa cho chúng ta chơi. Đây nè. Thì trước khi bắt đầu vô game, mình xin gửi lời cảm ơn đến Camillus và tất cả những cái bạn đã tham gia vào Việt hóa tựa game này. Đây. Thì link đau cái patch Việt hóa mình sẽ để trong phần mô tả nhé. Còn link đau game thì mình sẽ không cung cấp đâu. Cái đó mọi người phải tự tìm hoặc là bỏ tiền ra mua trên Steam thôi. Không nói nhiều nữa, chúng ta vô thôi. Lời bạc nữa. Đồng ý luôn. Đang sắp xếp đồ sưu tập của Yamai. Tiếng game có lớn quá không ta? Mọi người để comment cho mình biết coi tiếng game có lớn quá không. Mình chỉnh bớt ở ngoài bên OBS cho tiếng game nhỏ lại bớt. Chứ trong này nó không cho mình chỉnh game, không cho chỉnh âm thanh trong game. Này, Doraemon. Phong chữ thế này mọi người nhìn có thấy không ta? Tạm thời mình để cho mọi người đọc nhé. Nếu mà nhỏ quá thì để lại comment cho mình biết. Tập sau mình sẽ đọc cho mọi người. Chuyện gì vậy Nobita? Nếu tớ có thể ngủ trưa suốt đây như thế này, tớ muốn sống ở đây luôn. Chắc là Nobita với Doraemon đang đi cắm trại hay gì. Chàng Nobita này chùm ghi ngủ mà. Nó đang nằm mơ. Thêm 10 phút nữa thôi. Bản Việt hóa rất hoàn chỉnh. Dù chẳng nghĩ ra được gì. Trời sắp rồi đây. Đang ngủ thì có Doraemon không thể nào tin được. Quá đáng. Không biết mình chăm chỉ cỡ nào sao. Khó tin thật đấy. Đấy, lại ngủ tiếp. Bỏ tay. Ôi, bà mẹ lên. Đây, bà quạt cho một trận nè. Dám cả lên mày à. Phải nói là mấy nhân vật này gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Trộn luôn. Mỗi lần bị chửi nó lại chạy ra cái chỗ sân. Hạt gì à. Nhạc nghe vui vậy.
Đây, vừa rồi là một cái đoạn giới thiệu cốt truyện này. Sau khi trồng cái hạt giống thần kỳ đó thì nhóm bạn đã bị kéo tới đây. Chắc đây là một thế giới khác. Xỉu hết. Có đi được chưa? Nhìn mặt Doraemon hài. Suka tỉnh gì trước rồi. Mà trong này gọi là xe An. Sunio chắc cái này là theo cái bản anime rồi. Chứ đó mình đọc truyện tranh là Seiko. Shizuka. Cái đoạn nhạc nãy chắc chính bản quyền này. Nhưng mà mình lúc đầu mình tính cắt nhạc, nhưng mà cái đoạn đó mà cắt nhạc thì còn gì hay. Cho nên có lẽ tập này mình sẽ làm ngắn thôi, không làm dài. Dầu chính bản quyền không làm dài được, mọi người thông cảm nha. Giờ này nó vẫn còn ngủ được. Nguyên đám của mình Nobita đem theo ba lô. Tập này mình sẽ đặt là Nobita, Doraemon và hạt giống thần kỳ. Nobita đi. Nobita và hạt giống thần kỳ hay hơn. Hỏi cầu ngu đi. Chưa gì hết đã khóc nhè. Mày khóc này. Bây giờ đi được chưa? Doraemon đâu rồi? Bị mấy con khỉ lấy cái bảo bối rồi. Xong phim. Sau đó bị ngấu dí nha. Số khổ. Dĩ nhiên là không rồi. Rồi cánh cửa thần kỳ mất luôn. Tới đây mọi người cũng hiểu không? Đây là Doraemon và Nobita nhưng mà phiên bản game nông trại đấy. Game trồng trọt. Game giả lập trồng trọt. Đưa vào thế giới khác luôn chứ. Nếp gấp thời không? Thời đại khác. Lỗ hổng thời gian. Chết thiệt. Giờ phải đi tìm mấy cái bảo bối của Doraemon thôi. Thắt lưng thời gian đem đi sửa mới khổ. Sì, cô nhé, khen thiệt. Mà quỳ nám đi. Có tiếng nước chảy, đây nè.
dòng suối này. Mình chơi thì mình thấy chữ rất rõ, không biết mọi người xem như thế nào, mình chơi thấy chữ rất rõ. Có một dòng suối. Ôi, đồ họa cũng đẹp chứ. Đúng kiểu, đây là đâu? Đi tới làng. Cái thằng trẻ em này. Cậu nhóc nào đây? Mà nó nói tiếng gì vậy? Bánh mì chuyển ngữ đâu? Lấy bánh mì chuyển ngữ ra ăn liền. Bánh mì phiên dịch hả? Mình thấy bánh mì chuyển ngữ hay hơn chứ. Ai đừng nói bánh mì chuyển ngữ hết luôn á. Đấy. Bánh mì phiên dịch. Đưa cho cậu ta ăn. Ai biết, chúng tôi từ một thế giới khác tới. Gì? Nobita hả? Minamoto Shizuka. Zayan. Suneo. Konnichiwa. Tuyệt thế. Chưa gì hết bị nguyền rủa là không thể trở về rồi mày. Ít ra phải nói câu nghe dễ nghe gì không? Chưa gì nó bảo chắc không thể trở về. Cảm ơn cậu. Đây chính là nhà mình. Đây là bà nữa. Đây là bà của nó. Bà của thằng Ren. Lại giới thiệu nữa. Konnichiwa. 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 Ủa, cơn bão lại một lần nữa đưa người ta đến. Có nghĩa là trước đây đã có người bị cơn bão đưa tới chỗ này giống như nhóm của Nobita. Có thể là bà này bà biết gì rồi. Chứng tự nhiên. Tứ ruộng, tối mà đi tứ ruộng. Lạ thế. Bà biết chuyện gì thì nói đi bà ơi. Cơn bão mang người ta đến, nó cũng mang người ta đi. Vậy là có thể cơn bão này là chìa khóa để giúp nhóm Nobita trở về. Cây đại thụ. Lựa chọn này. Trước hết tìm bảo bối hay tìm hiểu chỗ này. Bảo bối thì chắc nhất thời chưa tìm hiểu được đâu. Chưa tìm được bảo bối đâu. Chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu.
rồi mới coi mấy con khỉ sống ở đâu mới lấy bà bói được. Đấy, tìm hiểu chỗ này trước đã. Rồi đi khám hiểm thị trấn thôi. Ý kiến ý cò vậy hả? Nhìn mặt bà hài thiệt chứ bà này. Nữ thần ghét kẻ nhau. Nữ thần nào nữa đây? Có thể lắm. Nữ thần sống trong cây à? Chỉ là chuyện mà bà tới bịa ra thôi. Đó là thế nào? Có đủ phòng không? Ngủ chung mà. Ngủ giường là được. Shizuka cháu ngủ với bà nhé. Hãy giờ đi ăn. Bụng của thằng trẻ em nó kêu rộc rộc. Giờ mới nấu cơm. Ngày hôm sau. Tạo hình mấy nhân vật ở đây dễ thương đi chứ. Coi Shizuka kìa, đúng dễ thương. Được điều khiển chưa? Sao lâu thế? Ông nào đây, thị trưởng nào? Gia Mai đi chung với cháu à? Nhìn tạo hình. Nhìn bữa thì có để hai miếng rau kìa. Đúng rồi, thị trưởng của thị trấn Gia Mai. Bài đặt là mặt ngầu luôn chứ. Phổ biến cho mấy đứa bay biết một số luật lệ nơi đây. Trẻ con ở khu vực này đều phải làm việc hết. Đi giúp thằng Ran thôi. Đúng rồi đó. Ở lại đây một thời gian thì phải giúp đỡ mọi người chứ. Nhất là gia đình này. Đi sang quay thì chấm đi. Arigato. Yush. Yush. Biết về phía tây từ chứng tự nhiên trước. Chấn được chia làm hai khu vực đông và tây. Nhà tớ nằm ở bờ tây. Phía này có hai cửa hàng. Cửa hàng bánh gà. Cửa hàng này bán gì? Bánh bò hả? Bán con bò với lần cùng. Nghe đâu
bắt đầu tới màn đi xin việc nè. Sử dụng AWS để đi di chuyển. ALT để đi. Di chuyển được. Cái này để quên mất. LO là gì? Phóng to thu nhỏ. Ok. Đây là quay hướng. Đây. Đây về đi. Phóng chuyển. Suka cũng đi theo à? Anh già ở đây. Rồi mọi người đợi mình xíu nhé. Đi thôi. Mấy phím menu rồi ta. À khoan, nó chỉ như Suka đấy. Thì giờ đi đây. Cái này nó không muốn nói chuyện với mình thì thôi. Cứ đi nói chuyện với Doraemon. Bà này tạo hình giống mẹ của thằng Chen. Đấy, đi tìm việc. Helen, quản lý cửa hàng bánh gà. Coi những mặt này cả. Cửa hàng bán gà, thằng này tên là Chit. Chit dịch gà có nghĩa là gà. Biết đặt tên thì có mặt trẻ trâu quá. Xuống chào hỏi ngay. Ổn láo cho bắt tài bây giờ. Chào, tôi là Ken. Cái gì? Mấy người có thích côn trùng không? Thằng này thích chơi côn trùng à? Chắc nuôi dế rồi bỏ gì đó. Có khả năng nó nuôi mấy côn trùng để cho gà ăn cái gì. Thiệt tình hà. Rồi bà này bấm chuyên nhận rồi. Biết thêm gì về gà thì cứ đến đây nha. Thôi đi chỗ khác thôi. Cửa hàng bán gia súc. Là thêm bà lão nữa, sao chỗ này toàn là người già với chị em không vậy? Ồ, con bé dễ thương thiệt, nhìn là trai. Tên là Ram. Ừ.
cửa hàng bán gia súc mà cũng mua gì? Chăm sóc bò và cua. Trời, tên bà là Du, ông em tên là Bun. Bun cũng là con bò, biết đặt tên thì chứ. Ông đứng ngủ hay đấy. Vụ gì vụ gì. Ngay cả Doraemon và Nobita cũng không biết. Lạc hậu quá. Lạc hậu quá rồi nha ông. Ran cũng không biết là Ran là ai. Chắc đảng trí rồi. Cho bò với cù ăn thôi mà làm gì mà bảo là công việc tay chân rồi mới bốc vác. Trời, vậy sao chúng ta không để cho các bạn thú định đi? Trò gì đấy? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu con. Còn nó lại làm gì vậy? Lại nó hủi rồi. Rồi sao? Rốt cuộc kết quả là sao? Nó biết được ý của mấy con này luôn, hay vậy. Trời, ghê không? Không yên tâm. Sợ nó bị ta với Doraemon làm thịt tụi bay hay sao vậy? Trời, phải chơi với các bạn thì nó khó. Rồi, hai chỗ không xin được việc. Tớ muốn tìm cái gì đó thiệt là ngầu cơ. Còn này là muốn tìm việc học mốt. Rồi, tới phía đông thì chỗ này chả ai cần. Chỗ này nhiều cửa hàng lắm này. Hai cái, ba cái. Phi đông thì chính tự nhiên. Đây là cửa hàng tạp hóa đó. Tiệm tạp hóa. Tạp hóa là bán cái gì cũng bán. Nông sản, hạt giống, phân bón, đồ dùng cần thiết. Đây tiệm gì đây? Quán ăn. À, chỗ này chắc nhiều, cũng không có nhiều người lại để ăn. Phòng khám. Bác sĩ hơi kỳ lạ.
trẻ em cho nó vô đây được nè. Xong rồi.
lạng quạng thằng Sulio là nó xin được việc đây chứ. Ồ, nó nịnh kìa. À, nịnh ghê đi. Xong phim. Ta với Doraemon bị thằng quỷ Seiko cũng giật phỏng tới trên rồi. Thôi đi thôi, kiếm chỗ khác. Có mặt đi dàn xảo. Thôi đi thôi. Rồi, Shizuka xin vô đây rồi. Trời, mặt bác sĩ nhìn chán chường gì. Con trồn hương xanh này là Doraemon. Sĩ bó tài đi. À, gặp bác sĩ cả chớm rồi. Y tá xinh ghê. Shizuka đi chỗ khác đi chứ nhìn mặt bác sĩ này. Thấy có gì đó không ổn rồi. Rồi, chỗ thuốc cần thực nghiệm. À, lại thí nghiệm thuốc bậy bạ gì đấy. Shizuka không nghe lời khuyên ở lại cái phòng khám này. Giao trứng mà ta ác rồi. Giao trứng cho ác rồi, đi đi. Đừng gọi lại đây những Shizuka hết. Chưa xin việc mà còn đòi đi dạo với Shizuka. À, lò rèn mình nghĩ chắc chắn là cái thằng trẻ em đó đâu. Đây. Còn cái chỗ này là chỗ nào? Mãi nó không giới thiệu. Tiệm tạp hóa không được, quán ăn phòng studio, phòng khám Suka Suka, còn chỗ này chắc là trẻ em. Hai
cho con để mái tóc. Đúng hại. Thiệt tình. Lại trồng hương. Không được nói nghiệp của cha mày à. Trẻ em cũng không xin được việc à? Còn cửa hàng gì nữa? Sao mấy hai đứa này nói nó không hiểu sức vậy? Chị em đi chỗ khác. Wow. Xinh quá. Đâu cũng không xin được, quá lạnh lùng. Chưa chết đã chạy vô hai mấy gấp gáp quá chị. Sướng mộng. Chủ đề của tựa game này có khả năng cao là Nobita sẽ quay về phụ giúp chỗ gia đình của thằng Ren để làm nông trại, chứ không có dùng cái chỗ này đâu. Giới thiệu cháu khá là tự tin về thể lực của mình. Xin bác hãy nhận cháu làm đệ tử. Thích thì cứ làm.
dễ thế à? Dạ. Đậu xanh. Quay về làm nóng cho hai thôi. Ngày trước nhà lão thị trưởng ăn thôi. Thì ra là hai cái đứa này. Doraemon ở lại giúp việc. Vậy là Nobita phải đi một mình. Lại bị nghĩ là trộm. Thế là càng khả nghi. Hai. Hai đi chứ. Đúng là sơn nhỏ, bọn họ ai cũng có việc cả. Còn món Nobita chưa xin được. Thôi quay về phụ một ra thôi. Đi khắp nơi không chỗ nào nhận cả. Chờ gì nữa, giúp thôi. Nhà tới còn một nông trại nữa. Hai nông trại. Dùng chứ. Rồi, chia cho một cái nông trại. Ran chia cho một cái nông trại để chúng ta chăm sóc. Có cả căn nhà. Chưa gì nó cảnh báo đừng không được bán. Biết chỗ nào đâu mà bán. Đọc tên cho nông trại này đi. Thành kinh chứ biết sao giờ. Nông trại. Nghe được đấy. Bye bye. Giờ biết đặt tên gì bây giờ? Nó chưa giới thiệu việc chỉ cần làm đi rồi.
bỏ tay đi. Khỏi chứ. À chưa. Mai là anh trai về nữa. Lưu game rồi ba cái nút tùy chỉnh đâu. Mắc cỡ. Sore cho. Đây cái gì đó? Cây cuốc. Cuốc đất trước. Sore cho. Tìm ô màu nâu rồi nhưng rồi làm thêm thử đi. Sore cho. Hola. Rồi. Ấn nút. Ấn nút khoảng cách. Rồi là xong. Yoshi. Hỏi đừng hiểu á. Nói có đúng không? Hả? Chứ gì đâu có dư hấu. Chỉ trồng được củ cải hoặc bắp cải thôi. Cho sẵn hạt giống luôn. Hạt giống trồng vào mùa xuân là mấy túi màu đỏ. Hạt mùa hè là màu xanh lục. Mùa thu là màu vàng. Mùa đông là xanh dương. Chà, cái này phải nhớ nữa. Mùa xuân là đỏ, hè là màu xanh lục, thu màu vàng, đông xanh dương. À, được ghi trong phần mô tả. Vậy là ngon rồi. Trước ô đất và những khoảng cách. Thấy. Rồi xong. Còn tưới nước thôi. Phía dưới nó có cái gì? Đấy, thành màu đen, chưa có nước gì. Đó lượng nước. À, thành màu đen là lượng nước. Sore cho. Đây là đây. Lấy nước. Rồi. Hola. Đây, trong mình này có nước, có màu xanh là có nước. Đơn giản mà. Ồ, tưới cái mọc luôn. Tưới nước mỗi ngày đi chứ.
su. Năm ngày. Ai cũng có nhà hết rồi.
lực được còn 1/2. Mỗi lần sử dụng dụng cụ là sẽ tiêu hao thể lực. Hướng dẫn lẹ đi, hướng dẫn nhiều quá. Sẽ bị ngất và sẽ được đưa đến phòng khám. Phải dọn hết đống cây. Làm phẳng ô đất đã cài lên. Cái game nó thể loại nông trại này, đây là game đầu tiên mình chơi thể loại nông trại. Trước giờ toàn chơi game zombie bắn giết. そうか。
3 giờ chiều hàng ngày Doraemon sẽ tới lấy đồ. そう。
bự. Giả sử ta nhặt được nó đấy. À, quay về các siêu thị đã qua, chọn một lựa chọn khác. Phần giới thiệu dài cũng được. Những người được đánh dấu trên lịch đóng tiệm và tập trung ở một chỗ tổ chức. Những chỗ ngày đánh dấu là ngày lễ, mọi người sẽ đóng cửa và tổ chức tại chỗ tổ chức tiệm. Cỏ tháp bút. Đây là nhiệm vụ. Phải đi thu hoạch con dê chồng. Biết đâu tớ sẽ thành đại gia không chứ. Quà vậy? À, cái bản nhiệm vụ. Bản có những gì chắc? Nên sẽ đi kiểm tra thường xuyên nông trại của mình. Rồi, lưu lại. Rồi, mình sẽ dừng tập đầu tiên của cái game này ở đây. Nếu thấy hay, mọi người nhớ like, share và nhấn nút đăng ký channel để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.